Hello mọi người, trong cái video clip này thì mình sẽ đi nói về khóa học không đồng nhé. Cụ thể ở đây, đây chính là khóa học Modulingbo Hemingway Collection. Thế thì ở trong cái video clip này nè, sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất thì mình sẽ đi nói về điều kiện đăng ký nè. Thứ hai thì mình sẽ đi nói về nội dung của các khóa học này. Và thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đi đăng ký khóa học này. Đây là 30 giây dành cho quảng cáo. Nếu như mà bạn nào yêu thích modeling đồ nội thất thì các bạn có thể tham khảo khóa học phương pháp dựng hình này, hoặc là bạn nào muốn học vẽ vải vóc cho đồ furniture thì các bạn có thể tham khảo khóa học này. Mọi thông tin chi tiết về khóa học thì các bạn có thể tham khảo trên trang web 3dtutorial.net nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào phần 1 thôi. Ở trong cái phần 1 này nè, thì em sẽ đi nói về điều kiện đăng ký khóa học. Như là cái tiêu đề á, em có nói là đây là khóa học không đồng ha. Thế thì để mà đăng ký á, em chỉ có một cái yêu cầu duy nhất thôi, đó chính là mọi người hãy share cái video clip này lên trang Facebook cá nhân của mình ở chế độ công khai ha. Nếu như mà các bạn đang xem cái video này trên Facebook thì các bạn chỉ việc bấm vào cái nút chia sẻ thôi ha. Còn nếu như các bạn xem cái video này trên YouTube thì các bạn có thể copy đường link nè và đăng một cái status trên trang cá nhân của mình ha. Nhớ là ở chế độ công khai nhé. Chỉ như vậy thôi là mình đã đủ điều kiện tham gia khóa học này rồi. Bên cạnh đó thì em cũng có cái kênh YouTube á mọi người. Nếu được thì mọi người hãy bấm subscribe cái kênh này để cập nhật những cái video về modeling nè hay là rendering mà em sẽ đăng trong thời gian sắp tới nhé. Ở trong phần này thì em sẽ đi nói sơ qua về cái nội dung khóa học của mình. Sau khi mà mọi người học xong cái khóa học này nè thì mình có thể tự tay modeling được những món này trong các khóa học này. Thì chủ yếu là mình sẽ sử dụng phần mềm 3D Max để ghi vẽ những cái phần khung ghế sofa bàn đồ ha. Bên cạnh đó thì mình có sử dụng phần mềm Marvelous để đi vẽ những cái gói ở trên sofa mọi người. Đi kèm khóa học này thì em sẽ gửi mọi người hình ảnh reference nè, hay là file Lighting Studio để mình đi làm ánh sáng nè, và cùng với lại những cái tá trơn mà mình có thực hành ở trong cái phần vật liệu ha. Tóm lại sau khi mà học xong khóa này nè thì mình có thể modeling nè, làm ánh sáng nè và tạo vật liệu cho những cái sản phẩm trông giống như thế này nhé. Ở phần tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình đi đăng ký khóa học này nhé. Cái bước đầu tiên để đăng ký khóa học á thì mọi người giúp em một việc, đó chính là mình hãy share cái video clip, cụ thể là cái video clip mà mọi người đang xem nè ha. Mình sẽ share lên cái trang Facebook cá nhân của mình, nhớ là để ở cái chế độ công khai ha. Sau đó rồi thì mọi người có thể vào trang web 3dtutorial.net nè ha. Mình sẽ kéo xuống đây một chút nè, mình sẽ thấy được cái khóa học Modeling Hemingway Allen Collection ở đây ha. Mình bấm vô đây. Tại trang này thì em có để toàn bộ thông tin của cái khóa học của mình ha. Để đăng ký khóa học á thì các bạn lên đầu trang á, các bạn bấm vào cái chữ mua khóa học. Thì trước tiên á, nó sẽ yêu cầu là các bạn đăng nhập bằng Facebook ha. Thì mình cứ bấm vào đây thôi, mình cứ bấm vô tiếp tục, nó sẽ đăng nhập bằng cái Facebook đó cho mình ha. Như thế này là mình đã đăng nhập được bằng Facebook rồi nè. Bây giờ mình sẽ thao tác lại ha. Mình bấm vào mua khóa học nè, xong rồi cái mình sẽ bấm vào tiến hành thanh toán nhé. Tiếp theo nữa thì mình sẽ bấm vào cái chữ đặt hàng này. Như vậy thôi là mình đã đăng ký được rồi ha. Để chắc chắn là em biết được liền và access cho mọi người liền á, thì mọi người có thể bấm vào cái Facebook ở dưới này nè, nó sẽ nhảy ra cái đường link Facebook của em ha. Lúc này mọi người có thể gửi một cái tin nhắn cho em. Rồi, sau khi mà em đã access xong rồi đó thì mọi người có thể quay trở về trang web 3dtutorial.net nè ha. Rồi mình sẽ lại vào cái phòng học mà modeling cái bộ Hemingway này nhé. Lúc này á các bạn sẽ thấy á, ở đây nó sẽ là cái chữ học ngay thay vì là cái chữ mua khóa học như là lúc đầu. Mình bấm vào đây nè thì mình có thể vào được trong cái phòng học của mình rồi nhé. Ở đây ví dụ như là các bạn vào trong cái phần overview á, đây nó sẽ là cái video clip giới thiệu tổng quan về cái khóa học của mình ha. Như vậy là em đã vừa hướng dẫn mọi người cái cách mà mình đi đăng ký nè, cũng như là cái cách mà mình học qua video clip ở trong cái khóa học này nhé. Đó là những cái vấn đề liên quan về khóa học không đồng này. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi đến giờ phút này. Hẹn gặp lại mọi người ở trong cái phòng học của khóa học này nhé. Ok, bye bye bye, xin chào mọi người nè.